đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 15 tháng 6 tại sân vận động Olympia Stadium Berlin. Link xem trực tiếp Tây Ban Nha và Croatia 23 giờ ngày 15 tháng 6 bảng A Euro 2024. Tây Ban Nha và Croatia là những đội tuyển bóng đá đã gặp nhau khá thường xuyên trong những năm qua. Tại Euro 2020 diễn ra vào năm 2021, hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn ở vòng mùa 1 tháng 8 khi ấy Croatia mở tỷ số nhờ pha phản lưới nhà của Pedri. Tây Ban Nha đảo ngược tình thế bằng 3 bàn thắng liền của Pablo Sarabia, Sisa Apli và Ferran Torres. Tưởng như trận đấu đã sớm ngã ngũ, thì trong vòng 5 phút cuối, Osic và Mario Pasalic bất ngờ gỡ hòa 3-3 cho Croatia, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Trong khoảng thời gian này, Tây Ban Nha đã tạo ra hai khác biệt bằng hai bàn thắng của Avaro Morata và Mikel Oyazaba, ấn định tỷ số chung cuộc là 5-3. Hai năm sau, họ tái ngộ trong trận chung kết Nation League, nơi tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút đã dẫn đến loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, Croatia đã không có cơ hội phục thủ trước đối thủ khi để thua 4 năm chung cuộc. Trước đó, hai đội gặp nhau ở vòng bảng Legion League với chiến thắng dành cho mỗi bên, tương tự là vòng bảng Euro 2012 và Euro năm 2016. Hai đội đối đầu tổng cộng 10 lần với 5 chiến thắng cho Tây Ban Nha tính sau hiệp phụ, 3 cho Croatia và Hai hòa.